Ngày đầu năm mới, trung vệ Đỗ Duy Mạnh của Hà Nội đã cầu hôn thành công bạn gái Quỳnh Anh tại thành phố Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ. Trong bức hình, đôi trẻ đã nở nụ cười hạnh phúc bao quanh là đông đảo người hâm mộ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bức ảnh của trung vệ 23 tuổi nhanh chóng gây bão và nhận được hơn 40.000 lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận chúc mừng từ người hâm mộ. Quá đỉnh, chúc mừng hai em trăm năm hạnh phúc. Thật là tuyệt vời. Trước đó vào tối 23 tháng 12, Duy Mạnh cũng đăng ảnh tình cảm và gửi lời chúc mừng nhân ngày sinh nhật 23 tuổi của bạn gái. Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Quỳnh Anh được coi là một trong những cặp trai tài gái sắc nhận được sự yêu mến của nhiều dân mạng. Đôi trẻ bên nhau tới nay đã 3 năm và chưa từng dính tin đồn rạn nứt. Nửa kia của Duy Mạnh hiện là chủ cửa hàng thời trang mỹ phẩm cùng chị gái Huyền My, vợ của cầu thủ Văn Quyết. Cô cũng nổi tiếng là nàng quắc chăm chỉ kinh doanh, tự lập tài chính, nhưng không đâu ít ai biết rằng cô này chính là con gái của ông Giang Đông, cựu chủ tịch của câu lạc bộ Sài Gòn đó nha. Không phải dạng vừa đâu. Oh, my God.